Nếu ở thời điểm cách đây hàng chục năm, Manchester United mới là đại diện tiêu biểu thành phố công nghiệp nước Anh. Còn đối với nửa xanh, họ chỉ được gọi là gã hàng xóm ồn ào thôi. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, tình thế đã xoay chuyển 180 độ. Mới đây nhất, một cựu của Quỷ Đỏ đã lên tiếng khen ngợi đại kình địch của đội bóng thân yêu. Và đáng buồn thay, người đó lại chính là Cristiano Ronaldo. Trong số The Locker Room của ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Đô đã là một tượng đài, một số 7 vĩ đại. Việc anh khen ngợi Man City là một điều khó thể chấp nhận được. Nhưng cũng đúng thôi, bởi thực tế đang diễn ra phản ánh chính xác điều đó. Vậy chính xác thì siêu sao người Bồ đã phát biểu thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Mới đây thì Ronaldo và Manchester City đã có những động thái ngợi ca thành tích của nhau, làm các fan của Manchester United hơi nóng mắt. Song nếu như ngược dòng về quá khứ thì câu chuyện trên thực ra không phải chỉ là ngày 1, ngày 2. Thời điểm hè năm 2021, Juventus và Ronaldo quyết định đường ai nấy đi, khởi đầu từ việc Ronaldo quyết chí rời Juve để tìm thử thách mới. Siêu đại diện Shawn Mendes đã làm tất cả khả năng để thuyết phục huấn luyện viên Pep Guardiola và giới chủ Man City thống nhất phương án chuyển nhượng. Cuối cùng thì, bằng một cách nào đó, Ronaldo lại muốn về với Man City, dù rằng phía Man City khẳng định rằng họ không có kế hoạch chiêu mộ Ronaldo, mà chỉ là một ván cờ do siêu cò Mendes dựng nên để Ronaldo đến với Manchester United. Vào năm 2015, Ronaldo đã từng phát biểu rằng: "Tôi sẽ không thi đấu cho Man City. Vì sao ư? Vì Manchester United luôn nằm trong trái tim tôi. Tiền không bao giờ là vấn đề với một cầu thủ tuổi 30 như tôi. Nếu vì tiền, tôi sẽ đến chơi ở Qatar. Ở đó tôi sẽ kiếm được nhiều hơn khi chơi cho Man City. Đối với tôi, niềm đam mê quan trọng hơn so với tiền bạc." Vậy mà hè năm đó, người ta đã thấy Ronaldo đánh tiếng về Man City. Có thể thấy trong mắt của Ronaldo, Manchester United là tình nghĩa. Nhưng Man City mới thực sự là điểm đến nơi anh có thể duy trì được vinh quang của mình. Sau cùng, có thể Ronaldo không đến được với Man City, nhưng chắc hẳn Ronaldo đã có những đánh giá rất cao với The Citizen. Thế nhưng khi được hỏi về đội bóng mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại trong buổi lễ trao giải tại Dubai gần đây, Ronaldo đã khẳng định rằng: "Man City đã chơi thật tuyệt vời. Chúc mừng mùa giải đại thành công của họ. Chúc mừng Pep Guardiola và các cầu thủ. Cuối cùng họ cũng giành được chiếc cúp Champions League, danh hiệu mà có lẽ họ đáng ra phải nhận từ vài năm trước. Tôi rất thích xem Man City thi đấu." Theo Ronaldo thì Man City tiếp tục là ứng viên số 1 cho danh hiệu Champions League ở mùa này. Ở cúp C1 năm nay, Man City tiếp tục có cơ hội lớn để lên ngôi. Nhưng bên cạnh đó cũng có các đối thủ đáng gờm khác là Real Madrid, Bayern Munich. Không chỉ ở ngoại Anh, Man City còn bành trướng thế lực của mình ra khắp châu Âu. Thời điểm này, đoàn quân của Pep được coi là đội bóng có lối chơi biến ảo và tuyệt vời bậc nhất. Kể cả người hâm mộ hay giới chuyên môn cũng phải lên tiếng khẳng định điều này. Kể từ khi Erling Haaland gia nhập Man City vào mùa hè năm 2022, lối chơi của The Citizen được đánh giá có thể biến đổi theo từng trận đấu. Hướng tấn công của họ đa số nằm ở trung lộ, nơi có sự góp mặt của những chân truyền hàng đầu thế giới như Kevin De Bruyne hay Ilkay Gundogan. Điểm kết thúc của các pha tấn công luôn là nhắm tới Haaland, nơi tiền đạo người Na Uy có thể tận dụng khả năng dứt điểm tuyệt vời của mình để ghi được rất nhiều bàn thắng. Không phải ngẫu nhiên mà mùa giải vừa qua, Haaland đã có cho mình 52 bàn thắng sau 53 trận đấu. Khả năng pressing cường độ cao cũng như kiểm soát khu vực giữa sân là điều kiện cần trong cách vận hành chiến thuật của Pep Guardiola. Nó giúp toàn đội nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng và luân chuyển ở trên sân. Tất nhiên thì Pep sẽ ưu tiên về việc kiểm soát trận đấu vì nó có thể giảm tải được khối công việc đặt lên đội hình phòng ngự của The Citizen. Thông thường thì các hậu vệ cánh sẽ chơi như một inverted fullback ở ngay trước vòng 16m50 của đội nhà. Nhưng với Pep thì lại khác, đôi khi những tiền vệ hoặc những cầu thủ tấn công trừ Haaland sẽ lùi về đảm nhận vai trò này. Chính sự đa dạng này giúp Man City trở nên khó đoán hơn trong từng trận đấu, bởi họ có thể đổi vai trò cho nhau bất cứ lúc nào miễn là Pep muốn. Khi còn thi đấu, Pep chơi ở vị trí tiền vệ trụ và rất ghét việc phải thi đấu cùng với một người khác ở bên cạnh. Nhưng khi trở thành huấn luyện viên, đặc biệt là tại mùa giải năm ngoái, ông đã rất thành công với kiểu sơ đồ có hai tiền vệ trung tâm trong đội hình của mình. John Stones và Rodri là bộ đôi ưu tú nhất của Pep có thể nhận được vai trò này. Sự hiệu quả của nó thì khỏi phải bàn khi các tiền vệ phía trên sẽ có phần rảnh chân hơn. Họ có thể thoải mái di chuyển hoặc điều phối bóng cho các thủ tấn công phía trên. Bước sang mùa giải năm nay, Pep vẫn duy trì lối đá tấn công trực diện ở trung lộ, nhưng không phải tình huống hay trận đấu nào cũng chơi theo kiểu này. Có thêm miếng đánh lợi hại khác từ hành lang cánh
nơi có sự góp mặt của Jeremy Doku, và nói rằng việc chiêu mộ cầu thủ người Bỉ là quyết định vô cùng sáng suốt của ban lãnh đạo Man City khi họ vừa làm dày nhân sự và có thêm miếng đánh lợi hại trên hành lang bên trái của cầu thủ 21 tuổi. Bằng tốc độ, sức mạnh cũng như khả năng đi bóng tuyệt vời của mình, Doku khiến đối thủ phải cắt cử khá nhân sự để theo kèm anh. Chính sự cơ động của anh giúp cầu thủ Man City có thời gian lẫn không gian để di chuyển nhằm set up cho một pha tấn công nguy hiểm trong vòng 16m50. Đây chỉ mới là những ví dụ điển hình cho thấy rằng Pep không hề thiếu các bài vở tấn công. Tùy vào đối thủ và phong cách của họ như thế nào mà ông thầy người Tây Ban Nha sẽ đưa ra chiến thuật hợp lý. Thế nên không khó hiểu khi Man City chính là câu lạc bộ mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Manchester United giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình với những vinh quang trong quá khứ. Từ chỗ chẳng để nửa xanh trong tầm mắt, giờ đây họ phải mất cả chục năm nữa mới có thể theo kịp đối thủ. Không chỉ trên sân cỏ, ngay cả những khía cạnh về cơ sở hạ tầng hay đào tạo trẻ, họ cũng thua kém một bậc. Và lời chia tay ồn ào của CR7 hồi cuối năm 2022 đã nói lên tất cả. Những bất đồng không thể hàn gắn đã khiến Cristiano Ronaldo rời Manchester United trong ồn ào. Nhưng những gì mà CR7 chia sẻ trong bài phỏng vấn đã phơi bày gần như toàn bộ những yếu kém đang diễn ra tại sân Old Trafford. Dù mang tiếng là một đội bóng nhà giàu, vẫn có doanh thu đạt mức khủng, nhưng hiện trạng sân bãi của Quỷ Đỏ thật sự là không thể chấp nhận được. CR7 chia sẻ, không có gì thay đổi kể từ khi tôi rời đi. Hồ bơi bể sục, thậm chí cả phòng tập, thậm chí một số công nghệ, kể cả những đầu bếp mà tôi đánh giá cao, những con người đáng yêu. Tôi đã nghĩ mình sẽ thấy công nghệ, cơ sở hạ tầng mới. Tôi đã thấy những thứ mà tôi chứng kiến năm 20 tuổi. Đối với một người xa nhà lâu năm, không có gì ấm áp hơn việc trở lại nơi thân thuộc của mình mà mọi thứ vẫn vẹn nguyên như xưa. Nhưng đối với bóng đá, đặc biệt là trong thời đại mà các đội cạnh tranh nhau không ngừng để nâng cấp cơ sở vật chất, hỗ trợ tối đa cho việc tập luyện đã là một xu thế chung, thì thực trạng của Man United rất đáng báo động. Thực tế là trước bài phỏng vấn của CR7 với Piers Morgan, nhiều cổ động viên của Quỷ Đỏ cũng đã rất thất vọng về việc sân Old Trafford xuống cấp trầm trọng. Mùa giải 2021-2022, khu vực khán đài mang tên Sir Bobby Charlton có phần mái che bị rột, khiến cổ động viên ướt như chuột lột. Tháng 4 năm 2019, một phần mái che của Old Trafford thậm chí còn bị thổi bay sau một cơn gió mạnh. Nhiều người hâm mộ thậm chí còn phàn nàn về việc xuất hiện tình trạng những bầy chuột tung tăng ở một số khu vực tại sân vận động. Trong vòng 10 năm qua, nhà Glazer đã chi ra 118 triệu bảng để cải tạo sân nhà. Thế nhưng nhìn vào mức chi của những đối thủ khác như Liverpool, Man City hay Tottenham thì con số đó chẳng thấm vào đầu. Bên cạnh đó, Manchester United cũng thua thiệt hoàn toàn đối thủ cùng thành phố về khía cạnh đào tạo trẻ. Nhiều năm nay, lò đào tạo Carrington không cho ra mắt được nhiều thế hệ cầu thủ trẻ tài năng. Những cái tên nổi bật nhất đang thi đấu cho đội một Quỷ Đỏ có thể kể đến như Marcus Rashford, một người khác là Mason Greenwood, thì vì những lý do ngoài chuyên môn mà không còn được thi đấu cho Manchester United. Đối với Anthony Elanga, mặc dù được trọng dụng một khoảng thời gian dài, nhưng cuối cùng sao mai người Thụy Điển vẫn không đáp ứng được yêu cầu của Erik ten Hag, để rồi cuối cùng phải bật bãi khỏi sân Old Trafford. Ngược lại, lò đào tạo của Man City lại vươn mình trở thành một địa chỉ uy tín để các bậc phụ huynh gửi gắm những đứa con tài năng của mình. Sản phẩm tiêu biểu nhất của lò Man City chính là Phil Foden. Ở độ tuổi còn rất trẻ, tiền đạo sinh năm 2000 đã trở thành trụ cột quan trọng ở sân Etihad. Ngoài ra, ngày càng nhiều sản phẩm từ lò đào tạo trẻ của Man City được Pep trọng dụng đô lên đội 1. Những cái tên có thể kể ra như Michael Hamilton, Rico Lewis hay Oscar Boff, họ đều đang tận dụng tốt các cơ hội để khẳng định được tiềm năng to lớn của mình. Nếu không tìm được chỗ đứng ở sân Etihad, thì những cầu thủ trẻ của Man City cũng có rất nhiều cơ hội khác để phát triển sự nghiệp. Đơn giản là vì chất lượng của họ là điều đã được đảm bảo. Những cái tên nổi bật xuất thân từ Học viện City có thể kể đến như Pedro Pocho, Cole Palmer hay Jadon Sancho. Các cấp độ học viện của The Citizen cũng tỏ ra vượt trội khi thống trị những giải đấu trẻ ở xứ sở sương mù. Trước thời điểm mà Ronaldo có bài phát biểu gây tranh cãi, đội U18 và U21 Man City từng giành được đến 6 chức vô địch. Về thành tích giữa hai đại diện thành Manchester thì đó là một sự khác biệt một trời một vực. Trong vòng 10 năm qua, thật đáng buồn khi ông lớn từng làm mưa làm gió ở giải Ngoại hạng Anh đã sa sút không ngừng. Ngược lại, đối thủ của họ lại vươn mình trở thành một thế lực hàng đầu ở châu Âu. Chính sự khác biệt về danh hiệu đã phản ánh tất cả. Phải nói rằng kể từ ngày Pep Guardiola gia nhập Man City, nửa xanh thành Manchester đã mở ra kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Chỉ cần ở Ngoại hạng Anh 7 mùa giải, Pep đã mang về phòng truyền thống của Man City đến 5 chiếc cúp Premier League và vô số các danh hiệu khác.
Vậy nếu so sánh với những câu lạc bộ khác tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu thì một thập kỷ qua số danh hiệu của The Citizen như thế nào so với họ? Trước khi Pep đến, lần cuối Man City giành được Premier League là mùa giải 2013-2014. Đó là năm mà huấn luyện viên Manuel Pellegrini lên nắm quyền đội bóng. Ông đã ngay lập tức tạo ấn tượng khi giúp The Citizen đánh bại Liverpool và Man City để giành được chiếc cúp Ngoại hạng Anh lần thứ hai trong lịch sử đội bóng. Cũng trong mùa giải đó, ông cũng giúp câu lạc bộ giành được cúp liên đoàn khi đánh bại Sunderland trong trận chung kết với tỷ số 3-1. Mặc dù vậy, trong hai mùa giải sau đó, Pellegrini đã chẳng thể giúp đội chủ sân Etihad giành được thêm chiếc vô địch Ngoại hạng Anh nào nữa. Ông đã rời khỏi đội bóng sau khi mùa giải 2015-2016 khép lại để nhường chỗ cho Pep Guardiola. Trước khi rời đi, ông cũng kịp giúp câu lạc bộ giành được thêm một cúp liên đoàn. Như vậy, trong 3 năm dẫn dắt, huấn luyện viên người Chile chỉ có thể mang về phòng truyền thống của Man City 3 danh hiệu. Bước ngoặt xảy đến khi Pep trở thành tân thuyền trưởng của nửa xanh thành Manchester. Mùa giải đầu tiên, ông gặp khá nhiều khó khăn khi câu lạc bộ đã không giành được bất kỳ một danh hiệu nào. Nhưng chỉ sau một năm, nhờ sự hậu thuẫn của các ông chủ UAE và tài năng của mình, Pep đã biến đội bóng này thành một trong những câu lạc bộ mạnh nhất thế giới cho đến tận ngày hôm nay. 5 chiếc vô địch Ngoại hạng Anh, 2 FA Cup, 4 Carabao Cup, 2 siêu cúp Anh, 1 siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup và đỉnh cao nhất là danh hiệu Champions League mùa giải 2022-2023 vừa qua. Như vậy, chỉ sau 7 năm cầm quyền, ông giúp Man City giành được đến 16 danh hiệu lớn nhỏ, cộng thêm với 3 danh hiệu trước đó, Man City đã mang về phòng truyền thống 19 chiếc cúp chỉ trong vòng 10 năm. Con số này kém hơn Paris Saint-Germain đến 11, bởi gã nhà giàu nước Pháp đã thống trị bóng đá quốc nội trong xuyên suốt một thập kỷ qua. Và tất nhiên cũng thua Bayern Munich tại Bundesliga với 25 danh hiệu. Nếu so với hai gã khổng lồ tại Tây Ban Nha, thì Man City thua Los Blancos 3 danh hiệu và hơn Barcelona 2 chiếc cúp. Cuối cùng là Serie A, The Citizen vẫn nhiều hơn Juventus 3 cúp. Sẽ thật không công bằng khi ta so sánh số danh hiệu của nửa xanh thành Man với những Paris Saint-Germain, Bayern hay Juventus, bởi những đội bóng trên đều đã và đang thống trị giải quốc nội xuyên suốt một thập kỷ vừa qua. Nhưng dù sao, thành tích 19 cúp trong 10 năm cũng là con số rất đáng tự hào với các cổ động viên của Man City, và tất nhiên nó sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Fan của Man City chắc chắn sẽ là những người hạnh phúc nhất khi đã nhiều năm nay họ không phải quá lo lắng về đội bóng của mình. Mùa giải trước có lẽ là một mùa hạnh phúc nhất khi đoàn quân của Pep đã hoàn thành cú ăn ba thần thánh. Với những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ The Citizen có lẽ sẽ tiếp tục ăn mừng khi mùa giải này kết thúc. Sau một khoảng thời gian dài phải rời xa sân cỏ với chấn thương, tiền vệ nhạc trường Kevin De Bruyne của Manchester City đã trở lại sân cỏ vòng 21 Ngoại hạng Anh mùa 2023-2024. Và có rất nhiều ý kiến cho rằng Manchester City muốn bảo vệ được ngôi vương của mình thì sự trở lại của Kevin De Bruyne sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Dù chưa biết thể lực của Kevin De Bruyne đã đủ để đáp ứng cho cầu thủ này cây ải trong phần còn lại của mùa giải hay chưa, nhưng chắc chắn sự trở lại của Kevin De Bruyne sẽ mang đến sự tích cực trong lối chơi của Man City, để từ đó họ có thể trở lại với đường đua vô địch một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có thể nói Man City đang may mắn vì họ đang sở hữu huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Năm ngoái, sự run sợ của Man City trước Inter Milan trước khi Rodri mở tỷ số trong trận chung kết Champions League có thể là một chút e sợ, một chút thiếu bản lĩnh của Pep. Song họ đã vượt qua được khó khăn và giờ đây, khi mà tâm lý đã được giải tỏa hoàn toàn, cũng là lúc Pep sẽ bớt tâm lý hay nghĩ nhiều ở những trận quan trọng nhằm hướng đến vinh quang. Ngoài ra, thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay cũng là một chi tiết đáng chú ý. Manchester City dĩ nhiên không thể mua người một cách ồ ạt đúng như tiềm lực của chính họ, bởi lẽ họ đang bị luật công bằng tài chính dòm ngó. Hơn nữa, Man City cũng đã có đầy đủ lực lượng cho cả một mùa giải sau nên cũng không cần gấp rút bổ sung thêm ai nữa. Vấn đề của Man City có lẽ là tối ưu các vị trí kiểu như Nunes hay là Kovacic theo đúng phong cách của Pep Guardiola nữa là xong. Thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay cũng không chứng kiến một ca bom tấn nào tính đến thời điểm hiện tại. Và điều đó đồng nghĩa với việc các đội bóng cạnh tranh trực tiếp với Man City cũng sẽ không có bất cứ một sự cải thiện nào rõ rệt về mặt sức mạnh trong nửa cuối của mùa giải. Cục diện của cuộc đua tranh Champions League cũng sẽ không có gì thay đổi cả. Dưới đây là một vài động thái của các đội bóng nằm trong nhóm cạnh tranh Champions League đối với Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Những tín hiệu về một cuộc cải cách toàn diện đang diễn ra khi Sir Jim Ratcliffe tiếp quản Manchester United. Thế nhưng nó vẫn còn là một câu chuyện một chặng đường dài. Thậm chí có thành công hay không thì cũng chưa ai biết. Chỉ biết là Man City hiện tại đang quá hoàn hảo so với quỷ đỏ. Bạn nghĩ thế nào về việc đội chủ sân Old Trafford sẽ giành lại vị thế của mình trong tương lai? Hãy cho chúng tôi biết ở phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các khán giả trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân.